Rồi 1242 một cây sâm núi 200k. Không có phí vận chuyển, không phải cái tôi đây. Sâm núi này sâm núi trái không à nha quý vị. Đó cái dáng nó vậy đó nha. Nè. Cành nhánh nó vậy nè. Cái cây này cái lá nó quấn quấn là nó bị cái con bọ chỉ đó nha quý vị. Về mua mua cái loại gen nó xịt vô là hết liền nha quý vị. Đó. Gen là thuốc sâu, nó không có ho mùi vị gì hết trơn nha quý vị. Rồi 200k nha. Anh nào mà mua hôm nay là chiều nay tôi chuyển đi luôn nha quý vị, không có để tới ngày mai luôn nha. Còn ngày hôm qua thì tôi chưa có chuyển cho anh nào hết, bữa nay tập trung chuyển một lượt luôn. Rồi giải quyết luôn, xuống luôn con ơi.